Sao dạo này cứ hay bị đau bụng lâm râm vậy ta? Giang ơi, lau thuốc đi con, mẹ sắp xong rồi nè. Có khi nào trong thuốc của mẹ có gì đó không? Mình không có được nghĩ xấu cho mẹ, mẹ yêu thương mình đến thế cơ mà. Dạ, con ra liền. Cô có thường xuyên uống thuốc tránh thai không? Dạ không, và mấy tháng gần đây á, vợ chồng của tôi còn đang mong có con nữa. Mà sao bác sĩ hỏi vậy à? Vậy dạo này cô uống có gì lạ không? À, thì hàng ngày á thì tôi cũng uống thuốc bắc. Mẹ chồng tôi bốc của ông thầy thuốc nào á, mẹ chồng tôi nói á uống cái thuốc bắc đó tăng khả năng có con. Theo kết quả xét nghiệm cho thấy, như những gì mà cô nói với tôi á, thì cô đang uống một loại thuốc nào đó liên quan đến việc tránh thai, nên dẫn đến tử cung cô bị mỏng, với xuất hiện tình trạng là gông kinh và đau bụng dưới đó. Thuốc tránh thai.